Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Quốc Tới Tinh Tới mọi người nha. Hiện tại tôi đang có mặt tại hội chợ triển lãm Vietbin Vietbon năm 2022 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại công viên Hùng Việt Quang Trung. Thì cùng tới vào trong tham quan về những trang thiết bị vệ sinh này, cũng như là gạch men công nghệ mới nhất hiện tại để xem có những gì mọi người nhé. Tình hình thì bên trong khá là đông luôn mọi người, bên trong khá đông và rất là nhiều gian hàng luôn, cho nên là hôm nay bên trong này mở nhạc khá rất là nhiều, cho nên không biết có sự nước quyền hay không. Thì cái vật mình quan tâm nhất sẽ là cái việc mà tới quan tâm nhất chính là về trang thiết bị vệ sinh cũng như là gạch men mọi người. Thì sẽ cùng qua khu A3, thì bên đây người ta chế bên là nhiều cửa nhôm kính là nhiều ha. Rồi, đến khu vực mà tới quan tâm nhất mọi người là trang thiết bị vệ sinh ha. Đây là những cái hãng mà có thể nói là người ta trưng bày đa số dòng nhập khẩu Trung Quốc là nhiều mọi người nhé. Đây là bồn tắm massage nè, đây là hàng nhập khẩu Trung Quốc thôi, ở bồn tắm massage kính ha, khá là xịn sò luôn. Nước sữa bọt ha, khá đẹp luôn. Và chị triển lãm mọi người. Đây là một dòng nắp nè, đó, bằng điện mọi người á, khá là xịn sò luôn. Đấy. Vâng. Đây là chế độ xài sấy bốn cửa nè. Đây chế độ xài sấy bốn cửa nè mọi người. Khá là xịn sò luôn á. Điện khói. Dòng cầu điện khói Trung Quốc nè. Đa số mấy dòng này nhập khẩu Trung Quốc mọi người nhé, công nghệ Thái Lan rồi. Đây những cái kệ tủ gương cảm ứng nè, khá là xịn sò luôn. Đấy. Nó có một màu à, một màu sáng nè, một cây sen khá là xịn sò luôn mọi người ha. Ngày phía đây là đại chợ Thái Lan nè ha, mọi người thấy rõ ràng nè, đây Thái Lan. Nhưng mà không biết phải Thái Lan hay không, mà nhập khẩu Trung Quốc đây. Này tôi nghĩ nó là nhập khẩu Trung Quốc thôi. Trang phục cũ nano. Công nghệ nano mọi người nhé. Công nghệ nano, rất banh đó, ở Trung Quốc thôi. Đây là dòng tủ đá. Này, mọi người hãy nóc Predator đây mọi người nhé. Nóc Predator đây. Nó xịn sò. Rồi, những dòng chậu. Rồi. Khá là xịn luôn ha. Đây, chế độ. Chậu học huyền thoại. Làm mưa làm gió. Rồi, tiếp theo đến một gian hàng đó là hàng nhà, tất cả hàng nhập khẩu Trung Quốc mọi người, trang thiết bị vệ sinh nè, hàng nhập khẩu Trung Quốc, chậu đá nè, đó là xịn sò luôn. Đấy. Đây là bằng sứ mọi người, bằng sứ khá là sang luôn, thứ khá là sang, khá là đẹp luôn. Ui. Cái thước nó nhiêu anh nhỉ? Dạ cái thước nó bao nhiêu anh? Cái thước thì bên em có trong kia 2 giấy thừa nhỏ đấy nhỉ. Dạ. Ôi, cái này nhỏ mà dễ thương nha, khá đẹp luôn, nắp êm luôn nè, đây nắp êm luôn nè, đó, khá là xịn luôn, nắp êm luôn. Rồi, dòng cầu tiền vàng, cuốn tiền vàng nè, cuốn tiền vàng nè, dòng cầu cuốn tiền vàng nè, khá là sang nè, nắp êm nè. Rồi. Xa xới hai cửa khá là sang. Đây tham quan một số dòng. Đây nút bấm này, này mạ rơm này, này mạ rơm mọi người, bấm này khá là sang. Van mở nước này, nút bấm này ba chế độ này. Phòng tắm chúng ta được mở ra hai học nè, đấy, khá là sang luôn, khá là đẹp luôn ha. Mình xem vua màu đen, đấy, khá là xịn sò luôn. Một bồn tắm chân vòi rồng mọi người, cái này hàng nhập khẩu Trung Quốc, đấy, khá là dày luôn ha. Cái này chất liệu bóng rồi chứ không có kim tuyến mọi người, màu trắng nó chứ không có kim tuyến nè. Chân rồng,
gồm tấm chân rồng. Wow. À, một chậu liền khói nữa, khá là sang nha, cực kỳ đẹp luôn mọi người. À, những bộ này theo phong cách mà châu Âu cổ điển thì nhà mình hôm nay xài là những bộ rộng hay xài á, luôn cả có gương thủy thì giờ luôn kìa. Gương thủy thì giờ này. Công tắc mở đèn, mở đèn tắt đèn nè, ấy mở đèn tắt đèn luôn đẹp. Một vòng tắm khá là xịn sò, đây là một bên là nóng lạnh mọi người nha, cái hiệu băng tuyết nè, đấy cái hiệu băng tuyết nó nóng lạnh nè, đấy một bên sẽ là nóng nè, còn cái này chế độ hai chế độ van, một cái vòi vòi tay sen tắm nè, đấy một bên nữa là sẽ là một cái vòi, đấy, một vòi. Còn đây chúng ta sẽ có một vòi xả nhấn đạp để xả nước nè, đấy nó xịn. Cây sen cây sen cây sen cho phòng, một phòng tắm đứng một bên hông này chúng ta, nó là một cái. Em mà cái này là bằng đồng hả? Cái này bằng đồng hay bằng gì vậy? Bằng đồng đúng không? Ồ, khá là nặng, cây sen khá là nặng. Nặng nha. Xịn sò luôn. Cơm bột vàng. Cấp nước là bắt ở dưới lên mọi người nha, cấp nước là bắt ở dưới lên. Nếu cấp nước sẽ bắt dưới này lên nha. Cái dưới lên nha mọi người nha, cấp nước sẽ bắt dưới lên. Một vòi xả vô bồn tắm đứng nè, xả bồn tắm nằm nè, khá là xịt. Đây một bồn tắm massage khá là xịn luôn nè, nó xả nước cực kỳ đẹp luôn. Đây một dạng nắp cơ mọi người nhé, đây nắp rửa cơ nè, đây nắp rửa cơ nè, đó và phòng tắm nước này, phòng tắm massage. Đây là nó khu vực phòng tắm massage luôn, có đèn luôn, cả cái bề ngồi luôn nè mọi người, khá là đẹp luôn đó. Phòng xông hơi. À, một cái vòng tủ gỗ chuyên mình nó thắt luôn rồi mưa. Và xin hôm nay chào đón tất cả quý vị đến tham quan tại triển lãm quốc tế Việt Nhật và Đông Đông Nam. Và chúc mừng quý vị chúng ta cùng nhanh chóng đến với gian hàng của công ty Dòng Trường Thanh. Rồi đây là dòng cầu treo tường nè mọi người. À, phía sau này để có hệ thống lắp treo tường này, nó xả với lại này lỗ xả ra bên ngoài nè. Đây là xả bên ngoài này, hệ thống cấp nước của xả nè. Để thoát ra bên ngoài, còn hai này treo tường hai bên. Treo tường. Nè cái bộ cầu thay này 10 mấy triệu. Đây giá niêm yết của công ty họ nè. À, 10 mấy triệu nha. Sao nó khá là nhỏ gọn lắm mọi người. Đấy treo tường. Có cái trường học có ngăn ngữ ly riêng luôn anh hả? Đó là xịn sò rồi. Macaron. Đối với cái dòng này thì dòng này cũng là sản phẩm độc quyền, chỉ có Garrix duy nhất có tại thị trường Việt Nam thôi. Sản phẩm này anh vệ sinh hay là gì đó nó lại rất là dễ dàng, và anh càng tiếp xúc với nó thời gian thì nó sẽ bấm. Thì chrome mà anh càng tiếp xúc nhiều nó càng ngày nó sẽ bấm và nó sáng mình. Cái này nó 3 lít 100%. Dạ đúng rồi, 3 lít 4, nó 3 lít 4 100%. Khi cái này là mình nhập khẩu luôn đúng không? Dạ đúng rồi, hoàn toàn tất cả phụ kiện của Garrix là đều nhập khẩu. Nhập khẩu đâu nhỉ? Dạ hiện tại là nhà máy thì ở bên Trung Quốc. Công ty tổng công ty thì nằm ở Hồng Kông. Hiện tại được phủ sóng được 96 quốc gia.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại phía sau tới đây đó là gian hàng xịt vệ sinh Hyundai VDS mà sản phẩm Minh Tuấn đang kinh doanh luôn. Và sản phẩm đặc biệt tôi quan tâm nhất là ngày hôm nay đó chính là sản phẩm xịt mà nó có dòng cơ nè, có bản cơ và bản điện, bản ống lạnh luôn. Thì chút xíu nữa tới nhờ kỹ thuật viên ở bên Hyundai VDS test thử những sản phẩm cho mọi người xem nha. Đây, phía sau tới đây là anh đang tư vấn khách rồi đấy. Những dòng này cực kỳ xịn sò luôn mọi người. Hiện tại tôi đang kinh doanh những sản phẩm này luôn nha. Thì chút xíu nữa tôi sẽ đổi camera để một quay trực tiếp cụ thể cho mọi người xem và xem hướng dẫn luôn mọi người nhé. Đây những cái bản xịt mà qua những thời kỳ của bên Hyundai VDS mọi người nha. Đây là cái bản vòi nè, thời kỳ này khá lâu rồi các bạn, qua những cái dòng đó, những dòng này sau đó hiện tại đến là dòng này là GDB 500 và GDB 600 á, thì nó sẽ có là hai bộ xịt mọi người nhé. Đấy, còn đây là GDB 1008 thì cái bộ này thì nó là hai vòi và bản có nắp mọi người nhé. Đây cái cấu bộ bên đây, đây xịt nó qua nhiều dòng nên có nhiều mã nè. Đây chế độ là cái vòi đang xịt nè. Đây, mọi người thấy là đây một cái bản giúp ta có thể là một bên chế độ cho phụ nữ, một bên rửa sau nè. Đó là cái vòi nè, nó này chế độ rửa sau nè mọi người. Đó, bên phụ nữ thì nó sẽ là nhẹ hơn chút xíu nè. Đấy, nó gặp phía trước thấp hơn. Đấy, nếu mà áp lực nước mạnh vừa thôi giảm được nước lại. Đấy. Bên đây là GDB 600 là cái bản này gọi là không có nắp mọi người nhé. Cái bản này là không có nắp nè. Đấy. Đó, mình lắp ở phía dưới nắp cầu này. Lắp phía dưới nắp cầu này nè. Đó. Đây chạm một vòi, nó cũng hai chế độ vòi nè, hai chế độ vòi, một bên nữa cho phụ nữ, một bên nữa sau đấy. Đấy, khá là xịn sò luôn nha. Ok, bây giờ sẽ nhờ anh test những chức năng ở trên cái bộ sạch bản điện của Hyundai VDS mọi người nhé. Ở đây chúng ta có một cam biến để mình ngồi lên và mình sử dụng được những chế độ nè. Đây bên đây là bảng điều khiển. Những bản điều khiển này thì có cái này là những bản điều khiển không phải nút bấm mọi người, như là cảm biến thôi, mà chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ sử dụng được rồi. Thì đây là một cái đây là chức năng gửi cho phụ nữ mọi người nhé. Đó là chức năng gửi phụ nữ nè, là cái bản này để phụ nữ nè. Đó, mà xin lỗi đây chứ, xin lỗi đây mọi người nhé. Đấy. Đó, anh cứ test hết những chức năng đi, anh cứ báo hết những chức năng cho mọi người xem đi. Đó. Đây vòi nước ra vô nó cảm biến nó rửa hông môn nè, ra trước sau nè. Đó. Cái này lực nước tăng mạnh nhẹ nè. Nó lực nước tăng mạnh nhẹ mọi người nhé. Đó, khá là xịn sò chưa? Nó còn cái đó là chúng ta điều chỉnh kích cỡ cái vòi để nó được ngắn dài để mình vừa chỗ mình ngồi nè. Đó. Còn đó là hệ thống nước nóng lạnh mọi người nhé. Đấy. Đó, bấm này dừng. Và nó có luôn một chức năng là gửi dành cho trẻ em nè mọi người. Đây chức năng gửi dành cho trẻ em nè. Và điều đặc biệt nữa là cái này mình có một nút auto nè, tự động nè, là mình bấm là sử dụng hết tất cả các chức năng ở trên cái nắp luôn. Đó, là có cả sưởi ấm nắp luôn, khá là xịn sò luôn. Và đặc biệt nữa cái nắp này chúng ta có hệ thống chống giật nè, cho nên là mình xịt nước thoải mái, lau chùi thoải mái cho cái nắp luôn mọi người, là không có sợ nha. Cái này hiện tại đã bảo hành bao nhiêu năm anh? 2 năm mọi người nhé, nắp hiện tại đã bảo hành là 2 năm luôn. Đó, là sản phẩm ngày hôm nay đặc biệt quan tâm nhất trong ngày hôm nay là sản phẩm này. Và có chức năng sấy khô luôn mọi người. Đây là chức năng sấy khô. Sấy ấm khá là mát luôn, sấy nóng khá là khô, khá là mát. À, biết mọi người có nghe chắc là tới cầm nhận cái tay thôi. Ở trong mít không nghe được đâu. Đó, khá là xịn sò. Một sấy khô này, nó lắp sấy khô. Đây, cái này là sấy mọi người nhé. Và luôn cả cái chế độ tiết kiệm điện cho mọi người nè. Đó, cho nhà của mình luôn nè. Ở đây bảng điều khiển nè. À. Còn thêm cả chế độ rửa vòi nữa mọi người thấy không? Đây là cái cả chế độ rửa vòi, sau khi mình đi vệ sinh xong á thì mình ấn nút có thể là chế độ rửa vòi nè. Đó, nó tự rửa bên trong nữa mọi người nhé. Sau khi đi vệ sinh rửa vòi. Đấy. Và trước khi đi vệ sinh mình có thể ấn nút để mình rửa vòi trước nè, sau đó là có thể là đi xong là mình rửa vòi thêm một lần nữa là cho cái vòi nó sạch nè mọi người. Đó, đây là chức năng là rửa vòi mọi người nhé. Đấy. Khá là xịn luôn. Đó là xong rồi mọi người. Và những đây là cái nắp rời thì nó có luôn có cái đây là cái bản lạnh nè. Và chúng ta có luôn một cái bản nóng lạnh sau cái hai nấm điều khiển, một cái là nằm phía sau đây là dành cho nước nóng lạnh, một cái là công tắc mở nước đóng nước. Đó. Và bản này cũng như vậy mọi người nhé. Bản nắp này cũng như vậy luôn, là cũng có một cái loại là nóng lạnh mọi người. Đó, một bản lạnh bản nóng. Ừ.
gương đèn LED OLED mọi người nha. Cái này sản phẩm gương sẽ được bảo hành 5 năm và đèn LED sẽ được bảo hành 3 năm. Hiện tại showroom trưng bày trên đây thì hiện tại trên hội chợ thì chỉ có một màu trắng thôi, nhưng mà nó có ba màu là một màu xanh đó mọi người nhé, màu vàng trung tính và đây một màu trắng. Gương dài và gương dây da là có rất nhiều loại nè. Rồi gương này đứng mình tắm không được nè, nó tặng bóng luôn, có cả cảm biến luôn nè. Đây xin sợ những dòng ngói đắt nung của Rimer mọi người nhé, có màu đỏ nè, những màu đặc trưng, màu đặc trưng màu đỏ, màu xanh, màu nâu là những màu đặc trưng mà thường sử dụng nhất nè. Đây là những ngói đắt nung đây, màu men men gọi là men, màu đắt nung men đó nha, trắng men khá là xịn luôn nha. Đó những dòng đá mờ của Rimer ha, giá cũng khá là mềm luôn, mọi người cần liên hệ với tới nha. Sườn Rimer nè mọi người nhé. Một viên 80, một viên 80 sản xuất luôn, cái này là sản xuất dính liền luôn nha, chứ không phải gia công mọi người nhé, cái này dính liền luôn nè. Cái này chiên có thể là lót một là mình có thể dùng chỗ cầu thang bực chờ nè, còn hai là mình lót phòng khách ở phòng khách mọi người nha, chứ cái bàn á khá là xinh, giống như thảm mọi người. Đây hiện tại đang có chừng mẫu là hai mẫu nè. Đây cả đang có chừng mẫu là hai mẫu nè, hai một mẫu nè. Đó. Màu đen bên trong là trắng nè, khá là đẹp luôn nha. Ui. Rồi, hello mọi người, bên sau tới đây là bên showroom trưng bày của trang thiết bị vệ sinh cũng như là gạch men bên Velacera mọi người nhé. Trang thiết bị vệ sinh của bên của thiết bị vệ sinh Velacera. Này là bờ cảm ứng nè mọi người, đây là bờ cảm ứng, biết là người ta rồi, này không có điện rồi, không có nước rồi nên không có làm rồi. Đây là bờ cảm ứng nè, gương đèn LED nè và tủ nè. Này của Velacera mọi người nhé. Đây của Velacera nha. Đây. Ở đây là cái bồ cầu và nó hiện tại lên những cái chế độ mà nó để xả nè mọi người. Đây dòng sẽ thấy vòm hai cửa mọi người nha, lên sẽ thấy hai cửa nè, hiện tại là dòng những dòng mới công nghệ Velacera, sau này sẽ lên những dòng sẽ thấy như thế này nè. Đó đây Velacera mọi người nhé. Đây còn đây là lavabo âm tường nha, âm mặt đá mọi người nhé. Cái này là tại trưng bày nên nằm trên thôi, chứ cái này là mặt dưới này sẽ nằm ở dưới nè, này sẽ nằm phía dưới ở của cái mặt đá mọi người. Đây là cầu treo. Okay. Cầu treo mọi người nhé, cầu treo. Rồi tiểu nam của Velacera luôn. Đá kim, một bông tắm, cây sen nè, vòi. Velacera MK2. Tôi nghĩ chắc đây cũng là thế cái dòng mới luôn, là tích luôn cả dòng xe sấy. Đấy, xe sấy hai cửa nè. Hai cửa khá là to luôn. Lao bờ mặt đá xứ. Chưa được khá ít mẫu mọi người nhé, cũng không nhiều mẫu lắm. Rồi đá lót nền 80 nhưng 80 khá là sang đó, bóng một màu này cực kỳ sang luôn. Để vòi, những cái vòi thiết bị vệ sinh bên Velacera mọi người. Nóng lạnh này, cảm ứng mọi người. Rồi còn đây về nhà
trang thiết bị vệ sinh luôn, cũng như là gạch lát phát tô giống như dòng này là 15 x 15 thì phải. 15 thì phải. Ngói mọi người nha, ngói men nung đất nung. Còn đây là bê tông mọi người nhé, cái này bê tông mình xây dựng đó mọi người. Đấy, bên nước ngoài mọi người sẽ thấy cái này nhiều. Nhìn Việt Nam hiện tại cũng đang lên những dòng này mọi người. Cái viên nhỏ này người ta cắt để làm mẫu đó mọi người. Cái viên này hiện tại có hàng tới cũng đã có chân mẫu. Cái này sẽ là mẫu này là xương đá, một viên xịn sò giá 200 mấy mét thôi. Xương đá mọi người nhé. Đây là khu vực mà serum Đồng Tâm mọi người nhé, gạch men nè, đá lót sàn nè, thôi cùng vào tham quan thôi. Đây là gạch thương khá là nhiều ha. Về đây sàn gỗ nè, là sàn gỗ nè, đá nè, sa mùi nè, khá đẹp luôn. Wow. Khá là chất lượng, đẹp luôn mọi người nha. Phối một cách phối màu khá độc lạ luôn đó. Rồi, 40-80 Đồng Tâm. Đây là cái cỏ lá gừng mà huyền thoại của Đồng Tâm, không bao giờ bỏ mẫu cái mẫu này, mọi người không bao giờ bỏ mẫu luôn nha. Mẫu này không bao giờ bỏ mẫu luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi chắc clip đến hôm nay là kết thúc thôi mọi người. Tại vì hôm nay mình cũng đi tìm định là tìm là thiết bị vệ sinh của American cũng như để NAS, nhưng mà hôm nay là không có trưng bày mọi người. Đến tìm hết rồi và cái bản thông báo cũng không có luôn. Cho nên chắc hôm nay đây cũng tạm dừng thôi. Thì hẹn lại tất cả mọi người trong một clip tiếp theo của tới nha. Và đặc biệt là trong tháng 6 tháng 7 này tới bên tớ có rất nhiều những khuyến mãi. Nếu mong tất cả anh chị cũng như là yêu quý tới thì cho tới đăng ký kênh, và nếu như cần tư vấn mua hàng thì liên hệ qua online của tới là 0937844450 và Zalo của tới luôn mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại tất cả người trong một video tiếp theo. Bye bye.